trước lạ sau quen, anh tặng em bó hoa này, cũng như là em từ ngày hôm nay tới giờ sau em sẽ đồng ý cho anh là người quen của em. Đây là một cây xương rồng em muốn tặng anh, nó giống như em. Ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể thích nghi được, nhưng nó vẫn có cần người chăm sóc, đó là nước, thì nó cũng mới có thể sống được. Cảm ơn. Nói chung là anh bây giờ cũng lớn tuổi chứ cũng không phải là nhỏ nữa. Cơ hội á thì chỉ cho một trong hai cơ hội thôi chứ không được nhiều. Em cũng sẽ tạo cho anh một cơ hội, anh cũng sẽ tạo cho em một cơ hội. Nói chung là mình phải nắm bắt được cơ hội đó, thì nếu mà nó qua đi đó thì không bao giờ bắt lại được. Mong em sẽ suy nghĩ. Thì em cũng có ý nghĩ giống anh, là muốn tạo cho người khác một cơ hội thì trước tiên phải tạo cho mình một cơ hội đã. Đúng rồi. Nếu mà hai chúng ta đi đến cuối con đường thì anh cũng cam đoan luôn là anh sẽ là một bờ vai vững chắc cho em, cũng là một cái ô che nắng che mưa em suốt cuộc đời. Em cảm ơn anh. Giống nếu như em là thấy bạn suy nghĩ anh không? Thì như thế nào nếu mà cảm nghĩ của em? Thì em thấy anh là một người chững chạc và là một người ấm áp, thì em hy vọng là anh sẽ là một bờ vai vững chắc để che chở cho em. Cảm ơn em. Còn anh sao, anh thấy em sao? Em thì nói chung là cũng dễ thương, thấy em cũng chín chắn chững chạc, nói chung là cũng được, em cũng hợp với anh. Thì anh bây giờ chưa có nhà ở trong này, anh còn đang nhà ở quê thì anh có, nhưng mà nhà ở chỗ anh làm thì anh chưa có nhà. Sau này nếu mà hai người mà đi đến với nhau thì không biết nếu mà chỗ em hay là chỗ anh hay bất cứ chỗ nào, nếu mà hai người cảm thấy phù hợp cái nơi nào mà mình cảm thấy là tạo điều kiện làm ăn được thì có thể là mình mua đất hay là mua nhà gì cái khu vực đó. Dạ đúng rồi, em cũng đồng ý nghĩ anh. Thích nghi được ở nơi đâu thì mình có thể tạo dựng cơ nghiệp ở đó được. Đúng rồi. Công ty anh thì thứ bảy nghỉ, thứ bảy chủ nhật nghỉ. Nếu dạ, bên em thì tùy theo đơn hàng. Tại vì tụi em đi ca 3, 2, 1, tụi em làm 8 tiếng. Thì nếu mà hàng nhiều thì chủ nhật tụi em vẫn phải đi làm. Vậy công ty anh thì thứ bảy chủ nhật nghỉ, nói chung đều đều vậy. Nếu mà muốn mình gặp nhau một cái quán cà phê nhẹ nhàng nào đó thì nói chung là cứ thứ bảy chủ nhật là lúc nào anh cũng rảnh. Con cái là muốn mấy đứa con? Dạ nếu mà như em thì chắc bây giờ cũng lớn tuổi rồi, chắc có không sinh nhiều đâu, đừng bắt trước ông bà già xưa để hạn chế đi. Nếu em thích chắc cũng hai là đủ rồi anh. Dạ hả, giống anh hả? Hạn chế chứ không nhiều như hồi xưa nữa. Làm bài thơ tặng bạn gái đi. Cũng bài thơ này em tự chép những cái một cái bài thơ của người ta rất dài, em chọn cái hai ba câu thôi em mới ráp lại thành một bài thơ tình của em. Có ý nghĩa đúng không? Đành lòng sao em không chút tiếc thương để lại cho anh một lần thiết nhớ. Giữa đêm khuya trong cơn gió lạnh, ngửa mặt nhìn cơn gió bắc thổi qua, thầm hỏi lòng mình tim anh đâu nhói, em ngủ rồi ai nhắc đến tên anh. Giữa bóng đêm tôi chia tay quá vội, bóng khúc hình xa gợi cuối nhìn xa thẳm, chớp với câu em trong giấc ngủ mơ màng. Đành lòng sao có một người đi ngủ, đành lòng sao có một người không hiểu, nỡ lòng nào hắt hủi tình tôi. Uống cạn men say cho hồn ngay ngắt, nếm chút men tình cho hồn say mãi. Rồi mai đây những gì tôi hiểu, đã nói tôi nghe tiếng đời trong trẻo, tình anh gửi trọn tình em. Cái bài này em chỉ cần lấy có một câu cuối thôi là tình anh gửi trọn tình em là hợp với cái ngữ cảnh này. Về nhớ ghép bài nào có dính với bạn gái nha. Dạ chắc cũng thời gian dài á. Thôi nha. Rồi kiếm bài nào nó sung sung chút rồi ghép cho nó vui vô nha. Em biết theo tâm trạng của em cứ nghĩ cái tâm trạng em là cứ em làm mà làm một mình thôi, một mình ở nhà. Rồi cứ bây giờ ghép có tâm trạng cô gái này nữa nha. Chắc có hai người thì em ghép hai người. Rồi qua lại cũng ổn rồi, nói chuyện rất là dài rồi. Dạ. Bây giờ tạo điều kiện. Mời em trai giới thiệu về mình. Kính chào anh Quyền Linh, kính chào chị Hồng Vân. Chào em. Kính chào bạn gái xinh xắn bên cạnh. Tôi thiệu về mình Trần Hùng Dư. Là Dư hoài đó hả? Dạ. Rồi ngon nha. Năm nay 45 tuổi. Em đang làm quản lý của công ty Hàn Quốc. Dạ. Cụ thể là quản lý nhân sự. Em quản lý một bộ phận. Bộ phận gì? Bộ phận của em là bộ phận chuyên bên sản xuất ra dầu mè và dầu tí tô. À rồi. Nhưng mà rồi. Ở đâu vậy cưng? Dạ em ở Trảng Bom Đồng Nai á chị. Ồ, còn em?
Em tên là Phan Thị Băng Tuyền, em 40 tuổi, em đến từ Đồng Nai. Hiện tại em đang làm việc tại một công ty của Nhật. Em là tổ trưởng của một tổ kiểm hàng chuyên về phụ tùng xe hơi. 1910, bên làm Hàn Quốc, bên làm Nhật bổn. Đều là kiểm hàng hết trơn trọi á. Em gái, dạ, cho đàn trai biết một chút về ưu điểm và khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của em là có tính tự lập khá cao. Và hiện tại em đã có nhà riêng tại Biên Hòa, Đồng Nai. Yếu điểm của em là em nhát trước đám đông, em rất là sợ máu. Anh ơi, cho em hỏi anh có sợ máu không ạ? Anh thì không sợ em. Không mà phải vậy chứ. Dạ. Rồi điểm yếu điểm mạnh của em là gì chứ? Em điểm mạnh của em là biết viết nhạc. Viết nhạc trong hai đời sáng tác nhạc nha. À. Viết nhạc theo theo ý của mình. Đã biết viết nhạc tổng hợp. À. Em thọ 3-4 bài em nhấp em viết thành một bài em hát luôn. Hay vậy? Dạ. Bây giờ thử cái đó cái coi. Dạ, được. Ví dụ anh thơ trước hay nhạc trước? Nhạc trước đi. Dạ, em hát cái bản là Vì Một Tiếng Yêu, sáng tác của nhà em hát luôn, Quỳnh thì... Từ ngày đầu biết yêu, tôi chỉ mong chiều mỗi một người. Thường lập từng đấu tranh, người vừa đến cứ đến rồi lại đi. Chẳng hờ tiếng ai, tôi đã quen chữ gian dối rồi. Giờ thì tìm nơi đâu mới thấy được chút tình nghĩa thì chung. Tôi như trong bóng đêm cứ đi tìm chưa được thấy bình minh. Tôi không ham muốn chi với cho nhiều mà vẫn không được gì. Người ta yêu nhau sao dễ dàng, còn tôi riêng tôi sao bé bằng. Từng ngày qua vẫn mơ được yêu được hạnh phúc. Tim tôi luôn nhói đau đã bao lần bỏ lỡ mất tình nhân. Tôi mong ai có yêu hãy tin nhiều và hãy yêu thật lòng. Thời gian trôi qua bao hững hờ, không ai yêu nên tôi vẫn chờ. Từng ngày bên cô đơn, biết bao giờ mới được người yêu. Tim tôi mang bao vết thương, biết bao giờ mới được bình yên. Dù muốn dù không thì người cũng xa, xa cuối phương trời. Không nói một lời, dù một lời cay đắng từ ly. Người đành ra đi, bỏ lại tôi tháng năm hiu quạnh. Thương nhớ đông đầy đơn lạnh nỗi niềm riêng. Để rồi từng đêm gió lấy ngọn tre, mình tôi lắng nghe tiếng lá rơi sầu hè. Rồi. Tôi phận riêng mình rồi. Như con đò cùng mãi bận tâm. Bên nhớ con đò thương câu hò điều lý tình quê. Ngày xưa ai nói thương tôi, ai nói thương tôi, thương mãi chỉ một người. Thương cả nụ cười, thương dáng người, chắc phát hiền lương. Rồi, cảm ơn em. Ba bài em gặp một. Bây giờ... Ba bài gặp một quá hè. Đúng rồi, quá là dài luôn. Sẵn đây mới hỏi luôn nè, cái tình duyên của bạn sao rồi? Em có ba mối tình. Và mối tình đầu là em quen được một năm. Chắc có nhiều người hơn em. Ừ. Cái là quên em luôn. Rồi cái mối tình thứ nhì thì được dạ, mấy mối năm? Mối tình thứ nhì thì em cũng quen được khoảng chắc cũng hơn một năm, năm mấy á. Hơn một năm. Hai người dẫn vô trong Đồng Nai đây là đi làm công ty. Bạn gái của em nói thôi, mới yêu nhau mà hai người ở một chỗ như gặp nhau hoài thấy chán lắm. Nói thôi để em qua Bình Dương. Ừ. Còn em thì qua ở Đồng Nai, một tuần gặp một lần. Ừ. Số em là lặng đặng sao đấy? Sao mà cách lòng luôn? Thì khoảng thời gian chắc cũng khoảng 4-5 tháng gì đó. Thì mẹ kêu về. Ừ. Thì kêu giờ thì nói chung là cô ấy cũng biểu em thì muốn nói chung là muốn đến với nhau á. Ừ. Thì về quê luôn. Ừ. Đem tuổi xuân mà đi thì gian khổ bao nhiêu anh cũng không bao giờ về. Chị em ở trong là... này luôn thì... Rồi tới mối tình thứ ba thì sao? Mối tình thứ ba là mối tình là hay nhất. Em quen được 3 tháng nhưng mà cứ một tuần em gặp một lần. Và mỗi lần đi tới nhà cho cô bán tập hóa tổng hợp ấy thì ở nhà thì không sao chứ mà cứ rủ đi uống cà phê bà mẹ đi theo. Ừ. Liên khúc vậy. Mà cái bữa sau nữa là rủ đi tiếp thì con gái của bà bác ấy nói thôi bữa nay mẹ ở nhà đi có bà theo mới chịu còn không cho bà đi là bà đóng cửa. Oh. Đó cho nên em tự chia tay. Tình duyên bạn này rất là trắc trở. Tình thứ ba gặp anh cho bà đi theo có nói gì. Hy vọng là bữa nay em lên đây rồi là giải ế rồi đến qua coi đàn gái còn sao nha. À, đàn gái dễ thương. Bên đây gặp rất nhiều trắc trở, tao không trắc trở nữa. Trắc trở quá đi, cái đôi em mắt buồn hiu à em ơi. Dạ, em đang có hai mối tình chính thức. Hai mối hả? Dạ. Mấy năm? Dạ, 4 năm. Nhưng mà do là người đó lừa dối em khi mà em phát hiện là thứ ba chen vô.
thì tự động em sẽ rút lui. Đúng rồi. Cho nên từ đó em không có tin tưởng vào tình yêu. Em không có tin tưởng vào tình yêu. Không tự. Hai lần. Dạ đúng, được người thứ ba. Dạ đúng rồi. Hôm nay lên đây mình xóa, mình làm lại ha. Đúng rồi, tha la bôi hết, ta làm lại từ đầu. Rồi bây giờ em muốn một người yêu thế nào? Em muốn một người cao 1m65 trở lên. Công việc thì ổn định, không có tính gia trưởng, không hút thuốc thì em không ngửi được mùi thuốc. Rồi, có hút thuốc không? Dạ, em có hút thuốc nhưng mà uống cà phê em mới hút. Còn bình thường em không hút. Ừ, bây giờ bỏ luôn nha. Uống cà phê hút thuốc, chứ còn em bình thường em không hút. Thì bây giờ người ta không ngửi được mùi thuốc thì dạ, anh có bỏ được không? Dạ, ngày uống có một ly thì uống hút con điếu. Nhưng mà người ta không ngửi được mùi thuốc luôn. Dạ, em ra ngoài em hút chứ đâu hút nhà đâu. Về nhà người ta cũng không ngửi được luôn. Đó là em chịu, em uống cà phê với hút thuốc. Bắt buộc luôn. Dạ, rồi bỏ bây giờ cà phê luôn đi. Bây giờ bỏ luôn cà phê luôn. Nói chung cà phê uống cho nó tỉnh táo thôi chứ không phải là ghiền. Nhưng mà đồng cái sáng sớm đi làm thì em 6 giờ em vô công ty. Thì nhiều lúc là có nhiều lúc dậy nó hơi buồn ngủ mệt mệt thì phải uống cà ly cho nó tỉnh táo. Bây giờ vợ mình nghe cái mùi thuốc đó dị ứng mặt mày nổi mụn nổi lum mày đai lum hết trơn. Không lẽ mình ở lòng nào mình để cho vợ nổi mày đai vậy? Một hai lần đầu tiên thì chắc cũng hơi khó chịu thiệt, nhưng mà chắc riết rồi cũng quen rồi. Em, phải em từ từ em bỏ nó quen sao em bắt vợ em bỏ lên. Cái đó mình quyết tâm bỏ hay không thì tùy mình. Còn hút thì em không có cấm, nhưng mà đó là mình có chừng mực thì ok. Trời ơi, mày chắc không bỏ được luôn rồi. Tại vì bỏ là phải bỏ một cặp á. À, bỏ thuốc, bỏ cà phê luôn, đời còn gì sung sướng nữa. Mỗi lần người mua thuốc thì em tự nhiên mắc ói. Thấy chưa? Mà bây giờ một ngày một điếu được không? Cũng bây giờ nói luôn. Dạ ok. Rồi được rồi đó, ok rồi, ok rồi thôi. Đôi khi em chưa gặp đúng đối tượng của em thôi. Dạ. Đúng đối tượng của mình sẵn sàng mình có thể bỏ tất cả mọi thứ, những cái thú vui trong cuộc đời này để đi tìm giá trị hạnh phúc cũng phải bỏ nữa. Nói vậy thôi chứ bỏ được hết á. Dạ được. Em không thích gì nữa? Không, không thích gia trưởng. Có gia trưởng không trời? Chắc có quá. Có anh. Hả? Anh không bắt buộc người khác làm theo của mình. Rồi. Còn mọi người đã có mọi ý đơn giản nhau như là được rồi. Rồi. Bây giờ em đi với ai vậy? Dạ em đi với ba em, chị họ của em gái và mẹ cháu. Rồi. Xin chào MC Quyền Linh, xin chào MC Hồng Vân. Dạ. Tôi là ba của bé Tuyền. Dạ. Đến năm nay nó 40 tuổi mà nó chưa lập gia đình là do chỗ là nó ham làm. Nó lo cho gia đình, chăm cho cha mẹ rồi lo cho các em. Dạ. Rồi ít có tiếp xúc bên ngoài, cháu trai bên đây. Thì ba thấy rằng coi như vậy là có một cái điểm nhỏ nhỏ, nhỏ thôi. Mà vấn đề mà coi như là một điếu thuốc còn... Tánh tình thì ba thấy là cũng thật thà cũng được đó. Nhưng mà trong có mỗi cái vấn đề ly cà phê điếu thuốc, mà có mỗi điếu thuốc không, mà coi như là muốn hy sinh thì hy sinh không được, thì có đó là tùy con. Ba không có ý kiến. Rồi cảm ơn chú. Rồi bây giờ anh trai đi với ai? Dạ em đi với chị dâu với mấy đứa cháu. Xin chào dạ. MC Quyền Linh, Hồng Vân cùng khán giả trong trường quay. Tôi là chị dâu của em Dư. Do báo cáo với trường quay và bạn nữ bên này là do em Dư nó tuổi này nó chưa lập gia đình. Do là 11 anh chị em trong nhà mà em Dư nó là con út. Bố mẹ tôi là ở với em út. Do đó là em cứ loanh quanh là lo cuộc sống cho bố mẹ. Vì các anh các chị cũng có gia đình riêng tư rồi. Thế xong rồi bố mẹ trăm tuổi đi thì em nó cũng lớn tuổi và bạn bè cùng trang lứa là nó cũng lập gia đình. Và cũng có, nãy em nó vừa kể đó, là cũng có 1, 2, 3 mối tình nhưng mà duyên nó chưa tới. Chị nhận thấy cô gái bên này trông rất là người rất là phúc hậu. Nếu có duyên với nhau thì bấm nút và cho nhau một cơ hội. Thay mặt gia đình xin cảm ơn, tôi dạ, xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Trước lạ sau quen, anh tặng em bó hoa này. Cũng như là em từ ngày hôm nay tới giờ sau, em sẽ đồng ý cho anh là người quen của em. Đây là một cây xương rồng em muốn tặng anh, nó giống như em. Ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể thích nghi được, nhưng nó vẫn có cần người chăm sóc, đó là nước, thì nó cũng mới có thể sống được. Cảm ơn.
nói chung là anh bây giờ cũng lớn tuổi chứ cũng không phải là nhỏ nữa. Cơ hội á thì chỉ cho một trong hai cơ hội thôi chứ không được nhiều. Em cũng sẽ tạo cho anh một cơ hội, anh cũng sẽ tạo cho em một cơ hội. Nói chung là mình phải nắm bắt được cơ hội đó, thì nếu mà nó qua đi đó thì không bao giờ bắt lại được. Mong em sẽ suy nghĩ. Thì em cũng có nghĩ gì giống anh đó, là muốn tạo cho người khác một cơ hội thì trước tiên phải tạo cho mình một cơ hội đã. Đúng rồi. Nếu mà hai chúng ta đi đến cuối con đường thì anh cũng cam đoan luôn là anh sẽ là một bờ vai vững chắc cho em, cũng là một cái ô che nắng che mưa em suốt cuộc đời. Dạ, em cảm ơn anh. Giống nếu như là bạn suy nghĩ anh thì như thế nào, nếu mà cảm nghĩ của em thì em thấy anh là một người chững chạc và là một người ấm áp. Thì em hy vọng là anh sẽ là một bờ vai vững chắc để che chở cho em. Cảm ơn em. Còn anh sao? Anh thấy em sao? Em thì nói chung là cũng dễ thương. Thấy em cũng chín chắn, chững chạc. Nói chung là cũng được. Em cũng hợp với anh. Thì anh bây giờ chưa có nhà ở trong này. Anh còn đang nhà ở quê thì anh có. Nhưng mà nhà ở chỗ anh làm thì anh chưa có nhà. Sau này nếu mà hai người mà đi đến với nhau thì không biết nếu mà chỗ em hay là chỗ anh hay bất cứ chỗ nào, nếu mà hai người cảm thấy phù hợp cái nơi nào mà mình cảm thấy là tạo điều kiện làm ăn được thì có thể là mình mua đất hay là mua nhà gì cái khu vực đó. Dạ đúng rồi, em cũng gần ý nghĩ anh. À. Thích nghi được ở nơi đâu thì mình có thể tạo dựng cơ nghiệp ở đó được. Đúng rồi, công ty anh thì thứ bảy nghỉ, thứ bảy chủ nhật nghỉ. Nếu dạ bên em thì tùy. Tùy theo đơn hàng, tại vì tụi em đi ca 3, 2, 1, tụi em làm 8 tiếng. Thì nếu mà hàng nhiều thì chủ nhật tụi em vẫn phải đi làm. Với công ty anh thì thứ bảy chủ nhật nghỉ, nói chung đều đều vậy. Nếu mà muốn mình gặp nhau một cái quán cà phê nhẹ nhàng nào đó thì nói chung là cứ thứ bảy chủ nhật là lúc nào anh cũng rảnh. Con cái là muốn mấy đứa con? Dạ nếu mà như em thì chắc bây giờ cũng lớn tuổi rồi, chắc có không sinh nhiều đâu, đừng bắt trước ông bà già xưa để hạn chế đi. Nếu em thích chắc cũng hai là đủ rồi anh. Dạ hả, giống anh hả? Hạn chế chứ không nhiều như hồi xưa nữa. Làm bài thơ tặng bạn gái đi. Cũng bài thơ này em tự chép những cái một cái bài thơ của người ta rất dài, em chọn cái hai ba câu thôi em mới ráp lại thành một bài thơ tình của em. Có ý nghĩa đúng không? Đành lòng sao em không chút tiếc thương, để lại cho anh một lần thiết nhớ. Giữa đêm khuya trong cơn gió lạnh, ngửa mặt nhìn cơn giông bắc thổi qua, thầm hỏi lòng mình tim anh đâu nhói, em ngủ rồi ai nhắc đến tên anh. Giữa bóng đêm tôi chia tay quá vội, bóng khúc hình xa gợi cuối nhìn xa thẳm, chớp với câu em trong giấc ngủ mơ màng. Đành lòng sao có một người đi ngủ, đành lòng sao có một người không hiểu, nỡ lòng nào hắt hủi tình tôi. Uống cạn men say cho hồn ngây ngất, nếm chút men tình cho hồn say mãi. Rồi mai đây những gì tôi hiểu, đã nói tôi nghe tiếng đời trong trẻo, tình anh gửi trọn tình em. Cái bài này em chỉ cần lấy có một câu cuối thôi là tình anh gửi trọn tình em là hợp với cái ngữ cảnh này. Về nhớ ghép bài nào có dính với bạn gái nha. Dạ chắc cũng thời gian dài á. Thôi nha. Rồi kiếm bài nào nó sung sung chút rồi ghép cho nó vui vô nha. Em biết theo tâm trạng của em cứ nghĩ cái tâm trạng em là cứ em làm mà làm một mình thôi, một mình ở nhà. Rồi cứ bây giờ ghép có tâm trạng cô gái này nữa nha. Chắc có hai người thì em ghép hai người. Rồi qua lại cũng ổn rồi, nói chuyện rất là dài rồi. Dạ. Bây giờ tạo điều kiện cho hai người tiến tới nắm tay để truyền cảm xúc cho nhau như thế nào ha. Nắm tay có thể làm thơ cũng được. Thôi thơ rồi hát rồi. Dạ, tại em bây giờ quá. Nói thôi. Trời nóng lâu lâu tí nha. Cảm nhận thế nào? Dạ nói thôi. Nói gì đó nói đi. Muốn nói gì đó nói đi. Cảm giác thế nào nói đi. Nói chung là cảm giác là lâu quá mới nắm được tay bạn gái cho nên nó hơi rung tí. Rung không? Dạ rung. Bao nhiêu lâu rồi không nắm tay gái? Dạ rồi? Em nói chung là bền vững luôn là 10 năm rồi anh. Em chỉ có đi làm xong rồi về nhà cứ rảnh là ngồi cứ đem thơ của người ta ra, cứ mỗi bài thơ người ta cứ chọn một hai câu đó, viết không biết thành một câu thơ dạy đó thôi. Vậy đó. Dạ. Rồi bạn gái thì sao? Em thấy tay là nó ra ấm. Ấm hả? Dạ, đúng rồi, bàn tay ấm, nắm bàn tay lạnh. Rồi lâu rồi, em bao lâu rồi chưa có ai nắm tay mình? Hơn 3 năm rồi chị. Trời ơi, nhịp tim sao? Có loạn xạ không? Em thấy bình thường.
Bình thường hả? Dạ. Nắm tay gì có thấy ấm áp, có muốn nắm hoài không? Em thấy em mát, muốn nắm thêm tí nữa. Em nói, ừ, em cứ nắm đi đó. Dạ. Những cái gì gì đó đau đớn rồi này kia nọ là bỏ nha. Dạ, cái từ, đó, từ ngày đi. Hôm nay đó sau là em bỏ. Bỏ đi, bỏ đi. Chị còn... chị không bao giờ nghe em viết thơ tình nữa đâu. Đúng rồi. Bây em giờ... bỏ rồi, bây giờ em viết thơ vui. Tại em biết theo tâm trạng của em thì không bao giờ vui được. Nay vui chưa? Dạ, vui. Vui rồi. Nay vui rồi, rồi bây giờ mình vui đi, nói câu gì vui vui nè. Rồi, mình cứ quyết định là cứ cuối tuần thứ bảy là gặp nhau. Dạ, ok. À. Rồi, trở về ghế. Để ta về nước bấm và đưa ra quyết định cuối cùng của các bạn. Chúng ta bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình nha. Quyết định sau 3 tiếng đếm. Đây là quyết định của chính trái tim mình nha. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Wow. Chúc mừng. Wow. Nắm tay nhau được trời rồi đó. Trời đất ơi, rồi đó thôi nha. Từ đây nha, 10 năm là chấm dứt nha. Để 3 dạ. năm là chấm dứt dứt dạc và nắm hoài nha. Nói chuyện với ba vợ tương lai đi. Cháu xin chào chú, chào mấy chị. Nói chung là cháu cũng nói thẳng luôn là ba má cháu bây giờ đã không đi theo tuổi già rồi, không còn nữa. Nếu mà chú có đồng ý thì nhận cháu làm con rể, chứ mà thật tình là không có làm xuôi gia với ba cháu nữa. Thì có ở rể luôn với ba không? Có thêm được một người ba hay một người mẹ nữa là em càng tốt. Xin phép đi. Xin phép đi. Hùng gì đó. À, nói chung bây giờ xin phép chú, mấy chị cho em Hùng... Bạn tên gì? Em mới quên rồi. Cũng lo ông làm thơ không quên, muốn nhớ Tiền. À Tiền, cho anh Hùng Tiền. Hùng Tiền đó. Cho anh Hùng nữa nha. Hùng quyết liệt vô. 10 năm mà chưa hôn phụ nữ, cảm giác sao? Nói chung em nói chung nó cũng bình thường đó. Cái gì kỳ vậy trời? Hùng lại cái coi, Hùng lâu lâu chút coi. Thôi được rồi. Nó bình thường là sao? Có gì đâu. Nó bình thường. Nó thơm thơm tí thôi. Nó thơm thơm. Dạ. Ông sĩ diện không giấu cảm xúc đó. Chứ không lẽ giờ ông nói trời ơi anh ơi em muốn xỉu. Hoặc là em này. Kệ ông đi. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện, robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép.